Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ dàn karaoke giá cực kỳ tốt, dưới 20 triệu. Và bộ dàn này là bộ dàn karaoke JBL chính hãng đàng hoàng nha mọi người. Thì bộ dàn karaoke này thì bao gồm một cái cặp loa JBL. Đây, trước mặt mọi người đây là hai cái loa JBL và mã của dòng sản phẩm này là RM210. Một cái dòng loa có cái đường kính bass là 2,5 tấc, chính xác hơn là khoảng tầm 10 inch. Và cặp loa này với công suất là 300W nha mọi người. Và đặc biệt hơn, cái cặp loa này nó có một cái điểm đặc biệt, đó là nó là dòng loa ACTY, nên là mọi người hoàn toàn có thể tiết kiệm được rất là nhiều cho một cái cục đẩy công suất. Với cái mức công suất như thế này thì cặp loa này sẽ đáp ứng trong một cái không gian sẽ rơi khoảng tầm 10-15m2. Thậm chí là mọi người hoàn toàn có thể đáp ứng những cái không gian lớn hơn, khoảng tầm 20-25m2 nếu mọi người đầu tư thêm một cái chiếc súp nữa. Nhưng mà bộ này thì mình muốn tiết kiệm chi phí cho mọi người một cái mức tối đa mà nó có chất lượng tốt nhất, thì mình sẽ lấy cái phần bay của cái cặp loa này, mình sẽ không để cái súp vô. Và cái sản phẩm phối ghép với cái bộ dàn karaoke này sẽ là một cái vang số nha mọi người. Thật ra cái này gọi là vang số chỉnh cơ nha mọi người, bởi vì cái con này sử dụng mạch DSP Jaguar S1000, một cái dòng sản phẩm rất là quen thuộc. Trước đây Thiên Vũ bán cũng rất là nhiều rồi, và anh Vũ cũng có những cái video review rồi test rồi chỉ dẫn hướng dẫn mọi người cái cách chỉnh ở cái phần micro, phần nhạc trên cái con này rồi. Mọi người có thể tham khảo ở những video trước đó. Và Thiên Vũ cũng bán rất là nhiều cho khách hàng khi sử dụng con này, thì mọi người phù hợp cho những ai thích nghe nhạc, thích hát karaoke, có thể cân chỉnh tự do cái phần micro của mình. Chúng ta có thể can thiệp được phần micro. Tuy nhiên thì cái phần này thì nhà hãng đã chỉnh sẵn rồi, nó chỉ cho chúng ta can thiệp xíu thôi. Bởi vậy thì cái chất lượng nó vẫn được đảm bảo nha mọi người. Cái vang số này mọi người còn có Bluetooth nè, có USB nè, có optical nè, có rất là nhiều ngõ, USB in nữa nè. Rồi thì với cái combo này thì mình sẽ ghép với một cái chiếc micro UG9 ba la mã. Cái dòng micro này thì nói chung Thiên Vũ gấp cũng rất là nhiều rồi. Khách hàng trước đây mua của Thiên Vũ ở tận Cà Mau hay là tận ở ngoài Bình Định thì khách hàng xài rất là bền, 2-3 năm vẫn quay lại Thiên Vũ, vẫn quay lại và hỗ trợ kỹ thuật. Nói chung thì về phần sóng thôi, nhưng mà Thiên Vũ cũng hỗ trợ rất là ok. Rồi mọi người, cặp loa này, một cặp loa JBL chính hãng, một cái cấu hình như thế này thì giá nó sẽ rơi khoảng tầm 19 triệu. Tuy nhiên thì hiện tại Thiên Vũ đang có chương trình ưu đãi rất là đặc biệt. Một cái combo như thế này mọi người mua khoảng tầm 17 triệu 700 thôi. Đang có một cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt nha. Và hôm nay thì mình sẽ test thử cái chất lượng âm thanh, cũng như mình sẽ test phần nhạc, cũng như mình sẽ test cái phần micro để cho mọi người có thể trải nghiệm được một bộ dàn 17 triệu giá như thế nào. Ok mọi người, bây giờ bắt đầu thôi. Đời chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Lúc yêu nhau mừng có ước thề, nay mất nhau ngỡ ngàng đắng cay vẽ vời. Ôi chuyện trong câu chuyện này, không hứa hẹn cho mai sau, chẳng quan trọng trong bao lâu, không nghi ngờ, chỉ mong bây giờ hạnh phúc. Bên ngoài linh lãng trong tình yêu, thường gọi chúng ta là kẻ bằng biếu. Ai cũng mong mơ, ai cũng mơ hồng, mỗi tình không tên. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình vừa test thử hai đoạn nhạc và một phần hát karaoke để cho mọi người có thể trải nghiệm được chất âm của dàn karaoke giá khoảng tầm 17 triệu tại Thiên Vũ. Nhưng mà thật sự thì nếu mà mọi người muốn nghe rõ hơn thì mọi người nên đến trực tiếp showroom Thiên Vũ để mọi người có thể trải nghiệm chất âm của bộ này. Hiện tại thì Thiên Vũ vẫn có hàng sẵn để cho mọi người có thể test trực tiếp luôn. Thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe cho kênh Thiên Vũ nha. Bye bye mọi người.